Chủ cũ tự ý đào ba cây mai, trộm hay không trộm và cái câu chuyện là yêu cầu chủ cũ dọn sạch mặt bằng khi mua đất. À, báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có đưa tin năm 2022 thì ông Nguyên à, mua lại cái mảnh đất của ông Vũ trên đất có ba cây mai và cùng nhiều cây cối và nhà cấp 4 Mảnh đất này thì ông Vũ mua lại của ông L năm 2019 và do ở xa cho nên là ông Nguyên đã nhờ người trong mảnh đất trên. Tháng 2 năm 2023 nhân lúc vắng người thì ông L kêu người tới đánh ba cây mai mang đi. Và ông Nguyên phát hiện cái vụ việc cho nên đã tố giác tội phạm. Giá trị ước tính là khoảng 18 đến 20 triệu. Tuy nhiên theo điều tra thì hồ sơ chuyển nhượng đất đai từ ông L sang ông Vũ chỉ thể hiện là chuyển nhượng đất, không có chứng minh được là ông Vũ mua lại đất và tài sản trên đất của ông L. Tương tự, hồ sơ chuyển nhượng của ông Vũ sang tên ông Nguyên cũng chỉ thể là mua bán đất. Và dù hai bên có biên bản bàn giao nhà và cây cối, việc cơ quan chức năng không khởi tố vụ án và cho rằng đây là tranh chấp dân sự cũng còn nhiều một cái ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cũng có cơ sở bởi vì ông Vũ chưa có chứng minh được là cái quyền sở hữu ba cây mai. Do đó thì ông Vũ bàn giao nhà và cây cho ông Nguyên là chưa bảo đảm cái cơ sở pháp lý. Hay nói đúng hơn, theo giấy tờ thì ông L vẫn là chủ sở hữu cây mai. À, nói chung, cái sự việc thì còn nhiều tranh luận từ các cái chuyên gia pháp luật. Người thì cho rằng ông L vẫn là chủ sở hữu cây mai do sổ đỏ chỉ chứng nhận đất không chứng nhận tài sản nên không cho rằng cây mai là gắn liền với đất. Người thì cho rằng ông Nguyên có quyền yêu cầu tòa căn cứ điểm E khoản 1 điều 217 Bộ luật dân sự để đình chỉ giải quyết vụ án vì đã hết thời hiệu khởi kiện, hết thời hạn 3 năm kể từ khi ông L bán đất cho ông Vũ nếu ông l đòi tài sản trên đất có luật sư cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong cái việc là tự ý vào đất mà ông nguyên đã có chủ quyền để đào mai đem đi bởi lẽ cái việc chuyển nhượng đất đã hoàn thành hơn nữa thì ông nguyên mua đất của ông vũ chứ không mua đất của anh em ông l do đó từ kinh nghiệm của tài thì phải thỏa thuận bằng văn bản cụ thể đối với tài sản trên đất có biên bản bàn giao quay phim chụp hình nếu nhà cây cối ít giá trị thì yêu cầu À, chủ cũ phá bỏ dọn sạch để giao mặt bằng trắng còn nếu như để mà xảy ra tranh chấp thì dù dân sự hay là hình sự thì người mua bao giờ cũng chịu thiệt thòi à, có thắng kiện thì cũng kéo dài vài năm và tốn tiền bạc và thời gian công sức vụ ba cây mai thì tưởng như đùa mà có thật không hiếm gặp ở ngoài đời những cái vụ tương tự như vậy thận trọng cũng không thừa các bạn nhé